Hello cả nhà. Tối nay em sẽ lên một số em dạ quang và đặc biệt là có một em thị sĩ mới về rất là độc lạ nha. Thì ở đây có một em một vài chiếc dạ quang thì cũng khá là đẹp và em đã từng quay ban ngày rồi. Nay em quay dạ quang thôi. Nhưng mà chiếc này là chiếc Citizen lúc chiều nè, đó, dạ quang màu xanh dương nè, rất là lạ mắt và đẹp mắt ha. Những cái chiếc này là dạ quang xanh lá thì dễ gặp hơn, còn dạ quang xanh dương thì ít gặp rất là nhiều. Đây, con này Silen ha, siêu dạ quang luôn, hàng nội địa Nhật á. Con này con ghét kiểu kiểu panda thôi. Đây, còn chiếc này thì hôm trước là em cũng có quay rồi nhưng mà mấy anh em thấy nó là hơi cũ. Này em để nè. Em đã có hôm trước là do hàng mới về lúc chiều à. Em kêu nó đi vệ sinh lại. Này bây giờ đẹp keng luôn nè, để cho. Dây ở giữa là trắng trắng bóng, hai bên là trắng mờ. Đấy. Dài thì anh em yên tâm chưa? Con này bao nước nha. Rửa tay, đi mưa, tắm vòi sen. Ok hết. Nhưng mà anh em lưu ý là khi mà mình vặn chốt á thì mình sẽ vặn cho nó khít vào trong bên trong cái chốt luôn. Chứ nếu mà để hở thì nước nó vô ráng chịu á. Con này dạ quang cũng cũng khá là sáng, dây còn dài. Rồi ok, chiếc này 650. Cái hãng Anbe này là của Seiko nha anh em. Anbe là nó cũng xài máy của Seiko và đặc biệt con này là solar nè. Xài pin solar có nghĩa là pin năng lượng ánh sáng á. Giúp cho cái tuổi thọ pin nó tăng lên rất là nhiều. Rồi thép nguyên con luôn nha. Ồ con này thép đúc nè. Ồ con này quá quá ngon á, tính ra con này ngon á nha. Đường xay dạ quang sáng pin solar thép đúc có 650 mà mấy anh em còn lăn tăn là em cũng chưa hiểu luôn. Size 38 nha, 39 rồi một chiếc. Đa số là mấy mẫu cũ em quay dạo quang cho nên là sẽ lên nhanh thôi. Chiếc này là chiếc Guess nè. Con này ban ngày nó màu nó đẹp lắm. Ở viền ngoài là màu màu đen kiểu màu nâu cà phê á. Vô trong là nó bắt đầu nó nhạt dần kiểu phong cách kiểu panda. Steel nè, thép cũng con này cũng thép đúc nguyên con luôn nè. Dây hơi ngắn một tí nhưng mà để em coi coi dây bao nhiêu. Dây này cỡ như vậy cỡ tay 17 là ok nha. Con này là size chắc ở 38 38 39 nè. Bằng con kia luôn, cũng 38.8. Rồi con này là 750. Đây nè, con Citizen này là hồi chiều cũng có mấy anh hỏi rồi nè. Mà chưa chưa thấy cọc nên thôi em quay lại. Con này thì dây nè, bộ dây nhìn đẻ chưa. Con này là chất liệu titanium nha, một chiếc titanium gọi là nguyên chiếc luôn á. Còn rất là mới, đít còn đẹp nè. Và cái form này em thấy nó cũng rất là đẹp. Cái chiếc này em có quay chi tiết vào cái video hồi lúc chiều á, có gì mấy anh em xem lại. Chủ yếu là lúc nãy em quay cái dạ quang xanh dương thôi. Con này để đo lại size chắc cỡ ba cũng 38 thôi. Con này tính tới viền là 37.6. Tính tới hai cái viền hai bên đây nè. Còn nếu mà tính ra tới ngồi đây luôn là 44 á. Tính ra nó hơi ăn gian size nhưng mà bên nhà sản xuất họ thiết kế cái vành ra như vậy là để bảo vệ cái niềng để nó không có bị va chạm. Con này là 1250 ha.
Thôi, con Silen siêu dạ quang này nay em bớt 100k, còn 1250. Con này là size 44 nè. 44.6. Rồi. Ok. Khó zin, dây da thay mới. Và các chức năng hoạt động ok nha. Con này là kính lồi mà nó có cái dày này, rất là dày nè. Lịch chỉnh ok và kính thì cũng không có vết chạy xước. Thôi, ở đây em có hai chiếc mới nè. Đây là một chiếc Prochiana, một cái thương hiệu của Mỹ, và cái chiếc này nó nhìn nó khá là hầm hố và ngầu. Con này niền không có xây được, đó là một cái điểm khá là đáng tiếc. Size là 45 nè. 45 là tính viền thôi á, còn nếu mà tính luôn hai bên này là 55. Kinh khủng quá. Cái điều con này lại không có càng. Nè, anh em nhìn nè, nó không có càng luôn. Cái điều con này nặng kinh khủng nha. Cái cục máy nè rất là nặng. Dây là dây dây thép đúc linh kiện đã thay thay mới. Con này lên tay khá là ngầu, cái form nó giống như kiểu kiểu vũ trụ á, kiểu cái tàu con thoi á ha. Tay em 39 là neo men cũng vừa nè. Size thì nó to nhưng mà nó không có càng á, cho nên là cũng rất là dễ đeo. Brokian thép đúc nguyên con, kháng nước. Rồi con này là cũng bao nước cho anh em nha. Rửa tay đi mưa với lại là tắm vòi sen. Con này là dạ quang như thế nào ta? Đây. Thả đây test một tí xem sao. Vậy là có dạ quang kim và các cái đầu cọc số rồi. Còn nếu mà sáng thì em nghĩ chắc không sáng bằng con Silen đâu. Nhưng mà nói chung là cũng cũng có. Con này thì bộ kim khá là đẹp. Con này để cho mấy anh em nhiêu vậy ta? Con này để cho mấy anh em giá là 980k. Rồi 980 nha. Rồi, nhìn nó cũng cũng khá là chắc á. Và cuối cùng là một em thụy sĩ. Con này có một cái chi tiết rất là đặc biệt. Size 37.5. Dây dù linh kiện thôi nha, nhưng mà em đã kiếm loại dây tốt á, nó cũng khá là ok. Cái chiếc này vậy thì cái điểm đặc biệt lúc nãy mà em nói là gì? Con này nó sử dụng cái cây kim chrono trôi, kim thể thao á, nó trôi mà trôi rất là mượt. Nhìn nó trôi có vẻ mượt hơn mấy cái dòng máy đồng hồ Nhật Bản mà kim trôi. Và khi reset kim nè, nó trôi nhìn đã lắm. Rồi điểm cộng thứ hai á, đó là cây kim dài chrono trôi này của nó là nó bít lỗ. Nó bít lỗ nè. Và cái cây kim đỏ này là cây kim báo thức nha. Đây là một tính năng khá là hay. Và cái nút báo thức của nó là nút góc 8 giờ nè. Rồi bây giờ cách chỉnh báo thức á, là anh em rút chốt ra, rút chốt ở giữa nè, ra một nấc. Anh em nếu mà xây xuống á, xây lên á, vặn lên trên á, là nó sẽ chỉnh chỉnh ngày. Hôm nay là ngày 28 thì cái đó thì dễ rồi. Còn em chỉnh xuống á, quay xuống là bắt đầu nó quay cây kim báo thức nè. Rồi ok ha. Rồi bây giờ em quay lúc rồi 12 giờ đi. Rồi bây giờ em sẽ quay cái giờ vặn ra thời gian thực tế tới nè, tới đúng 12 giờ. Đó, nó không có báo chuông là bởi vì lúc nãy là do cái nút này nè, mình phải đóng nó dại và mình bấm cái nút báo thức này nè thì nó mới kêu. Rồi bây giờ quay lại coi.
Giờ quay cho Kim đi tới 1 giờ đi. Thấy không? Nãy giờ là nó báo thức nó kêu liên tục rồi nè. À, bây giờ muốn tắt báo thức thì mình chỉ việc bấm cái nút 8 giờ là nó sẽ tắt thôi. Ồ, đáng lẽ bạn tới nó phải kêu cái ta, chắc là cái cách chỉnh nó khác rồi. Thôi để lát em sẽ mò lại, nhưng mà quan trọng là chuông chuông nó có reng và lúc nãy nó có cái báo thức, như thế là cái tính năng nó cũng hoạt động ok. Con này á, là niềng xay được nha, và thân vỏ của nó là bằng titanium hết. Đây, ở đây có chữ titanium này. Nó phù hợp size 38 thì cũng phù hợp cho mấy anh em tay nhỏ. Đây, Alarm Chronograph này. Con này tính ra nó có nhiều tính năng ấy chứ, tại vì thường những cái dòng chrono á là nó sẽ chỉ có kia, nó không có cái lịch đây. Lịch đây là lịch thứ. Mà cái chiếc này nó có luôn cả lịch thứ này. Đó, lịch ngày và lịch thứ. Còn cái kim chrono á, thì ở đây là kim phút, bên đây là kim kim giờ. Bên đây là đúng rồi, hình như là như thế đó. Khả năng cao ở đây là 60 thì là 60 một tiếng á, còn 30 bên đây là 30 phút. Không có đâu, nhầm rồi. Cây kim gốc 2 giờ này là kim dây của bộ đồng hồ chính. Còn cây kim 30 phút đây là cây kim dây, kim phút của bộ chrono. Rồi ok, xin lỗi anh em nha. Vậy lại là chiếc này á, là hãng Tam Phọt gì nè, là giống như kiểu dành cho quân đội, và phía sau đáy của nó có ghi các cái dòng thông số. Em sẽ cắt nghĩa luôn. Kháng nước 10, resistance titanium, thân vỏ bằng titanium, có tính năng báo thức và giờ thể thao. Ở bên đây sẽ là thiết kế là của Ý. Copyright registered là giống như là để đăng ký bản quyền vậy đó. Và con này là máy con này là máy thủy anh em ơi. Rồi ok, chiếc này em sẽ để cho mấy anh em giá là 1.350.000 nha. Rồi ok, chúc anh em ngủ ngon.